Xin chào các bác, chào mừng các bác đến với show bên câu nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Ở hôm nay em tiếp tục lên cho bác một lô cần nữa nhá. Lô cần ngày hôm nay sẽ làm lô cần giảm giá. Cần thì hôm nay có một số cần thì rất là đẹp, một số cần thì lỗi nhẹ nhá. Ví dụ như chiếc cần này này, cần của Ruby này, 4m50 cứng 27 này thì nó chỉ bị lỗi nhẹ một xíu thôi nhá. Đấy, các bác xem ưng cái này thì giá sẽ rất là mềm thôi. Đấy, clip của em hôm nay thì chủ yếu sẽ là hàng giảm giá, các bác xem ưng là báo cho em nhé. Số điện thoại cho hàng của em là 0326 267 369, em ở dưới góc màn hình nhé. Đấy, cái ưng là báo cho em. Ok, đầu tiên sẽ vào cho cần số 1 này. Ở cần giảm giá thì em lên số lượng khá là nhiều, sinh ra là em sẽ đi nhanh một xíu nhé để cho nó kịp thời gian. Đúng này, 40 cây hơn 40 cây chắc phải quay mất gần 40 phút, em sẽ đi nhanh một xíu đó nhá. Ở mã số 1 sẽ làm chiếc cần một khúc, đây là một chiếc cần Eco Club, dài 1m8, cứng 50. Con này để cho bác đi câu trên thuyền, trên ghe nhá. Độ cứng cao để cho bác đánh cá lớn. Đấy, một chiếc cần nội địa Nhật nhá. Mili Bass, một chiếc cần được trang bị bát Fuji. Khoen là khoen Fuji, nội xứ xích. Nguyên cái dàn khoen xích này các bác mua nẻo, bây giờ 500 ngàn là không mua được rồi. Đấy, một chiếc cần ngày hôm nay sẽ bán cho bác giá cực kỳ hữu nghị luôn. Một khúc dài 1m8, cứng 50, khoen bát Fuji, khoen Fuji nội xứng xích, độ cứng cực kỳ cao. Ây. Con này sẽ mang cân nặng 250g, ngọn là 2.58 ly các bác nhé. Lấy các bác là 550k. Đấy, quá êm luôn nhé. Mã số 1. Mã số 2 này. Mã số 2 sẽ làm chiếc cần dây trong. Con này là của Daiwa các bác nhé. Cần là cần Daiwa, dài là 2m7, cứng là cứng 80. Một chiếc cần Daiwa 2 khúc cứng 80, được sản xuất tại Hàn Quốc. 27 cứng 80, quá êm các bác nhé. Rồi, ngoại hình còn đẹp, không lỗi làm gì luôn. Không lỗi cái gì luôn các bác nhé. Cứ thế là các bác phẹt thôi. Đấy, con này là cứng 80. Hôm nay các bác giá mềm nhũn luôn này, cân nặng này 300g, ngọn là 2.9 ly. Nếu các bác là 450k này, mã số 2. Đi nhanh nhá. Mã số 3 này. Mã số 3 nó làm chiếc cần có chất liệu fib các bác nhá. Con này là chất liệu sliver. Đây các bác này, con này được sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Con này là sliver sản kèm với cả sợi thủy tinh, chính là cần độ cứng cực kỳ cao nhá, độ cứng 200. Đấy các bác này, tay mà uốn là một tay là không uốn nổi luôn nhá. Đấy, bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji. Đấy, con này về các bác câu cha câu biết các kiểu bo bằng chết, yên tâm cực kỳ khỏe cho bác luôn nhá. Cần fit thì nó sẽ lặng thôi, còn nếu chính xác ra cần fit thì độ dẻo dai nó cực kỳ tốt. Nó còn khỏe hơn cả cần carbon luôn nhá, nhưng mà nó hơi lặng. Thế nên là giá cái dòng này anh em ít chơi, vì chơi bây giờ chơi cảm giác phải nhẹ cơ nó sướng. Con này sẽ mang cân nặng là 500g đó nhá. Ngọn là 6 ly lận. Lấy các bác là 300k thôi này, cho nó nhanh chuyến. Fit thì không đắt. Đấy, khắc mặc định là như vậy. Mã số 4 này. Mã số 4 sẽ làm chiếc cán vợt của Shimano, dài 4m2. Cán vợt Shimano. Cán vợt thì giá nó xem con này là gen 12 nhá, của Shimano, chất liệu carbon nổi vân bên ngoài luôn. Đấy, cán vợt thì không đo và cũng không nói nhiều, chỉ 400k thôi nhá. Đấy, con này cán vợt này là khá là chắc cho các bác chơi. Đấy, mã số 4 rồi này, đi nhanh quá nhỉ. Mã số 5 này, các bác để ý giúp em nhé, cái nào khó quá mà nhìn không ra thì báo em gửi qua Zalo cho. Còn em sẽ đi nhanh clip ngày hôm nay nhá. Mã số 5 sẽ làm chiếc cần 2 khúc. Một chiếc cần 2 khúc dài 1m8, cứng 50 của Ruby, sản xuất tại Hàn Quốc. Nhiều các bác nào mà thích ngồi trên ghe trên thuyền mà đánh hay chi mà thấy cần nó mềm quá mà không tải được cá thì đánh con này nhá. Con này thuộc dòng cần 2 khúc để các bác câu trên ghe trên thuyền. Đấy, đánh độ cứng cao, con này cứng 50. Đấy, nó tựa tựa như cần hay chi nhưng mà nó cứng hẳn 50 nhá, để cho bác đánh cá to. Bo chết luôn, không cho cá chạy. Nặng là 240g. Ngọn là 3 ly, 500 ngàn mã số 5. Mã 6 này. Mã 6 sẽ làm chiếc cần dòng nội địa nhá. Con này để em xem này, chiều dài. Dài này 10 phân. Con này 1m
1m8 rồi à? Con này 1m8 thì con này sẽ là 1m9 các bác nhé. Con này là có 1m9. Độ cứng thì ở đây sẽ là cứng 30, 50 và 80. Một chiếc cần dòng 2 khúc, độ cứng cũng khá là cao, 3 ngọn. Cần 3 ngọn nhưng hơi cũ các bác nhé. Em đo tất cho bác luôn này, cân nặng cả 3 ngọn này, 240g. Một ngọn là 2 ni, một ngọn là 2 ni 6, một ngọn là 2 ni rưỡi. 500 ngàn mã số 6, 3 ngọn. Nếu mà nó đẹp thì nó khoảng tầm 600-700. 3 ngọn này giờ em đang hot, đang thích lắm rồi. Nhiều ngọn này cũng thích vậy, hỏng cái này có khác, đỡ đi phí. Mã số 7 này. Mã số 7 sẽ làm chiếc cần của HB. Đây là chiếc cần của Chila xuất Nhật. Dòng này chuyên sản xuất phụ kiện. Thông số thì đẹp con này, 4m50.3. Ngoại hình mới tinh, chất liệu carbon. Đấy, khoen bát là của hãng nhá. Khoen bát là của hãng này thôi chứ không phải khoen bát Fuji. Dòng này và khoen bát Fuji, tất cả các dòng hãng thì đều có giá nhé, 700 trở lên. Vì 4m50.3 mà. Con này thì giá mềm thôi, cân nặng này 200g. Ngọn là 1.57 ly, 400 ngàn mã số 7. Mã số 8. Mã số 8 là chiếc cần nội địa nhá. 54.3, được trang bị bát Fuji, khoen Fuji. Đấy, con này cái chân keo nó hơi lỏng về, các bác đóng lại cho em nhé. Ô. À, con này bị khoen bị lứt lỗi rồi, con này bán phôi các bác nhé. Con này đang bị lộ cổ khuyên. Xin nha, con này cũng không báo giá đẹp, và được báo cho bác giá giảm luôn nhá. Con này bán cho mỗi bộ phôi, còn khuyên thì lộ cổ rồi, khuyên được khuyên không. Xin nha, không thèm tính luôn nhá. Bộ phôi con này là 5m4 đột số 3, phôi là 500 ngàn. Về bác hạ tay nhé, bác làm đi câu chép đánh con này đảm bảo ok luôn. Con này nó thuộc dòng nội địa, sinh ra là nó sẽ cong ở phần giữa cần nhiều. Ngọn 1.73 ly cơ nhá. Cân nặng là 300g, 500g mã số 8. Mã số 9. Mã số 9 là chiếc cần của Pro Mariner này, con này thì không chê được đâu nhá. Con này khẳng định bác câu cực kỳ phê luôn. À, giá thì hợp lý, thông số thì hiếm quá nhá, 3m6 đọt số 4. Một chiếc cần khoen dòng ISO khoen lớn. Pro Mariner này thì nó sẽ được trang bị bát, là bát của hãng sản xuất. Và khuyên cũng là khuyên hãng sản xuất, cũng là tự sản xuất thôi chứ không có khuyên Fuji. Khuyên Fuji thế là khuyên đỉnh cao của thế giới rồi, chứ như là bây giờ thì ai cũng thích cái khuyên đấy vì nó rất là bền. Khuyên của dòng hãng này thì nó sẽ kém hơn, chất lượng nó sẽ kém hơn, sinh ra là cái giá trị nó sẽ thấp hơn các nhá. 36.4 nếu mà cần bình thường của hàng hãng là cả triệu. Vì dòng rô rất là ít có luôn các nhá. Nhưng mà con này thì hàng của Pro. Nặng là 200g. 1.9 ly. Con này có giá là 500 thôi nhá. Ngoại hình mới chưa dùng luôn ạ, cực kỳ đẹp luôn. Mã số 9. À, mã số 10, mã số 10 sẽ làm chiếc cần sút lỗi nhá. Đây làm chiếc cần sút có chiều dài là 4m05, cứng 27. Con này thì ngoại hình còn rất là đẹp, nhưng mà con này nó lại bị lỗi bộ khuyên, mà trong khi đó em lại hết khuyên, không có khuyên thay các bác. Xin như bán cho bác bộ phôi bác Lào về dựng được thì là giá sẽ rất là rẻ. Con này thì bị hỏng đề ba này. Mất một cái đầu bu cộng hai khuyên chạy, hai con chạy có định bị khuyên đấy nhá. Đấy, ngọn còn nguyên hết, chỉ thiếu mỗi khuyên lắp vào thôi. Đấy, con này nếu mà ngoại hình bình thường đẹp nó khoảng tầm 1,7 triệu một cây các nhá, vì cứng 27, cứng con này cực kỳ chuẩn luôn, cứng con này ngang cả sút leader luôn nhá. Giá thì nó rẻ hơn một chút xíu. À, con này đang bị lỗi này, cân nặng này 387g, 2.38 ly. Nên các bác là 1.100.000. À, về các bác lên khuyên thì lên nhá, mỗi phôi không đấy, còn khuyên thì không tính. Mã 11 này. 11 sẽ làm chiếc cần của Bluecat, một chiếc cần sút lỡ. À, dòng sút lỡ này thì rẻ hơn cần ISO, vì dòng này cũng nhiều người ta không thích. Dài là dài 3m các bác nhá, cứng là cứng 15, cứng 15 này là cứng 15 của dòng sút nhá. 15 này thì bác về các bác câu ngâm được này. Câu lăng xê nhẹ nhẹ thôi. Cục to quá thì không văng được, nhưng mà cục bình thường là văng ok luôn. Đấy, lăng xê nhẹ này, câu ngâm được này, lua được. Cái dòng này thì nó đa lăng, khoe bát Fuji ngoại hình cực đẹp luôn nhá. Nặng 163g. Khoe bát Fuji là ok rồi. Ngọn là 2.02 ly. Giá là 450k, mã số 11.
12. 12 sẽ là một chiếc cần của Pro Mariner nữa nhé, một chiếc cần ISO dài 3 m. Bát hãng, khuyên hãng. Ngoại hình còn rất đẹp quá nhé. Bác nào mà chơi cái dòng ISO mà giá rẻ đấy, con này em khẳng định bác là ok luôn. Con này độ cứng rất tốt nhé, dài 3 m, độ cứng tương đương đột 3. Độ lẩy tốt để cho bác câu ngâm. Hôm nay sẽ giảm giá cho bác, giá mềm luôn, cân nặng này 150 g, gọi 1.35 ly, 400 k. Hôm nay giảm siêu sâu rồi nhé. Mã 12. Mỗi clip ngày hôm nay, ngày mai em lại về hàng đẹp. Hàng đẹp thì giá nó lại căng đét lên đẹp. Còn hàng này nó hàng xả thì giá sẽ mềm hơn. Thì các bác tranh thay chốt nhé. Còn ngày mai lại hết không còn. Sau ngày hôm nay em cũng xả luôn. Đấy, mã hôm nay sẽ là một mã tiếp theo là mã 13. Con này là một chiếc cần của dài 5m4, đó số 1 của dòng hơi Probe có nhá. Hai Probe là một chiếc cần của LFT, phôi màu xanh dương đặc trưng, dòng này sẽ là dòng siêu nhẹ các nhá. Đấy, zin toàn bộ. Ngoại hình hơi bẩn bên ngoài một xíu nhưng các bác lau chùi là sạch là ok nhá. Con này thì có cái người chủ của nó chơi cái bài này nhìn hơi bựa. Xin nhờ hơi mất giá coi nhá. Đấy. Con này chính xác ra là nó sẽ liền như này. Nhưng mà người ta lại đút cái gỗ vào đây nên là nhìn hơi xấu quá nhé. Con này sẽ được giảm giá. Con này bình thường bán nó khoảng tầm 900. Cân nặng hiện tại giờ đang 240 g, nhưng bình thường nó chỉ tầm 180, 190 thôi. Ngọn là 1.03 ly. Con này các bác là 700 k nhé. Đấy, giảm giá đấy, còn 700. Hai Probe con này ngon. Mã 14 này. 14 sẽ làm chiếc cần thuộc dòng cần lua các nhé. Đây là một chiếc cần của Suzumi, sản xuất tại Hàn Quốc, trang bị bát là bát Fuji, khuyên là khuyên Fuji các nhé. Hai khúc, dài 2m1, con này tải mồi lua từ 10-15 g. Đấy, một chiếc cần dòng lua ngắn ngắn này, lấy các bác là 450 k nhé. Dòng này thì cô đa lăng, ngâm được, lua được, lặng 120 g thôi. Ngọn 1.96 ly, mã thứ 28. 29 này, 29 làm chiếc cần đẹp quá nhá. 29 sẽ làm chiếc cần của dòng Twin Cat bản Vân Hai Gia, dòng nội địa. Bản này anh em đang săn cực kỳ nhiều nhá. Đấy, bản này câu thì nhẹ nhàng, đẹp. Con này đang bị hụt ngọn các nhá. Con này để xem nào. Con này nó hụt khoảng tầm 10 phân ngọn đấy. 10 phân, 3m6 chứ còn 3m rưỡi đâu. Con này nếu mà nó đủ thông số thì nó sẽ khoảng tầm 1.1 triệu một cây, nhưng con này đang bị lỗi các nhá. Hôm nay các bác là 800 k. Mã thứ 29, à đâu? Mã 13, ô nhờ, mã 14, mà là mã 15. 15 nhá, 800 k. Nên là vì cái nhiều cần nó đăng rồi, nó dính tầm mã đây không này. Xin là lại cứ nhìn nhầm. Mã 15 nhá, à quên đo cân nặng này. 290 g. Ngọn bây giờ thì to đùng cách mạng. 3 ly 3. Hụt 10 phân mã 14. 800 k. Mã 15 chứ 1800 k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 15 đúng không? 15. Sang cái 16 nhá. 16 sẽ là một chiếc cần của Daiwa, chất liệu carbon là carbon gold có nhá. Cực kỳ đẹp luôn, con này thì ngoại hình thì đẹp. Một chiếc cần dòng đời cổ có nhá, 5m3 đột 2. Đấy, vân con này cực đẹp. Con này các bác nào mà về mà có tay nghề, bác hạ tay thì cực kỳ đẹp. Nhưng con này có độ vân, nó vân nổi ngoài này. Đấy. Nó có cái chỉ quấn này này, đặc trưng cặp long cặp lia này. Đấy, cả cần luôn nhá. 5m3 đột 2. Chất liệu carbon gold. Carbon gold là một bản carbon khá là VIP của Daiwa đấy. Carbon cổ thôi nhưng mà rất là đẹp. Cân nặng 240 g. Dòng đời cổ này thì carbon khá nặng nhá. Ngọn là 1 ly tròn. 500 k, mã thứ 16. 17. 17 sẽ làm chiếc cần của Shimano, dài 5m4, đọt là 1.5. Một chiếc cần sản xuất tại Singapore, Holiday Spin. Dòng này thì bán quá nhiều. Dòng này nó là dòng đặc trưng rồi, tầm trung giá rẻ. 54 được 1.5, ngoại hình đẹp thì 700, ngoại hình xấu thì 650.
Con này hiện tại đang thay bu rồi các bác nhé. Con này đang thay cái đầu bu rồi này. Đấy, con này nếu bác giá mềm luôn nhé, cho bác đi cho nhanh cân nặng này. 230g. 131 ly. 500k. 37. 18. 18 sẽ làm chiếc cần sút dài 39 cứng 20, một chiếc cần của dòng Daiwa Liberty Club có nhé. Đấy, con này thì đang bị mất đầu bu. Sinh ra mất hai khuyên chạy các nhé, dòng này chỉ có hai khuyên chạy thôi. Đấy, mất đầu bu hai khuyên chạy. Con này đẹp thì khoảng tầm 900k các nhé, con này đang bị lỗi. Hai khuyên bớt mỗi khuyên 100 cộng cả trăm nghìn công sửa. Nặng là 300g, à 340g quên, nhầm, ngọn là 2.3 ly. Giá là 600k các bác nhé, mã 18. Mã 19, ui cái mã 19 này. Khách này duyên quá. Khách mua về hạ tay. Gọi điện 457 cuộc, chốt, đến lúc gửi đi, ok chốt gửi cho anh, gửi đi nơi. Gọi thuê bao. Rất là vui tính. Ok, đây là một chiếc cần 5m3, zoom 4m rưỡi, một chiếc cần của dòng Simlo. Simlo sẽ được sản xuất tại Nhật các nhá. Con này có chế độ zoom này. Đấy. Con này sẽ được trang bị vân hai da là vân da bông các nhá. Các anh nhìn nghiêng có thấy này. Không lấy nét nhỉ. Đấy, coi không? Cái vân nó bông 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 này. Vân da bông nhá. Đấy, con này thì ngoại hình thì đẹp, phôi đẹp, thông số cũng đẹp luôn, đợt 2 là quá ok rồi, các bác nào mà hạ tay con này không chê nhá. Con này thì cái nhược điểm của nó sẽ là bị nai mất một khuyên này, nai mất hai khuyên này, nai ba khuyên. Đấy, còn nếu mà nguyên bản của nó, con này thì khoảng tầm 1,4 triệu một cây. Bản zoom, bản này, bản nội địa nhé. Bản này cực kỳ thanh và nhẹ. Cân nặng này 193g, 1.22 ly. Con này thì lấy các bác hôm nay là 850k này. Đấy, giảm cho bác 50. Hôm trước là đang 900. Khách gửi về mất 30 tiền ship. Đi đi về mất 50. Giảm tiếp 50 nữa. Mà 20 nhá. 20 này thì làm chiếc cần black suit dài 39 của Olympic. Vân sẽ là vân hai da các nhá. Con này bình thường mà đẹp long lanh nó khoảng tầm hơn 1 triệu một cây đấy. Ngọn con này sẽ là ngọn hai màu các nhá. Bản này lúc nào cũng là ngọn hai màu. Cái ngọn này nó sẽ quấn. Đấy, Olympic nhá. Con này sẽ vân hai da gần trên ngọn. Còn lóng ngọn sẽ là carbon xoắn vòng và sẽ có cái vân ở đây các nhá. Con nào cũng thế, tất cả con dòng bản Black này con nào ngọn cũng sẽ có màu nhá. Nó phân tách trên để cho dễ nhìn. Con này thì bán cho bác bộ phôi thôi, còn khuyên thì đang bị lỗi, đề ba đang lỗi này. Đề ba đang bị lỗi này. Khuyên lứt này, bán bộ phôi thôi. Cân nặng 340g. Ngọn 2.6 ly. Mã số 20. 600.000. Đấy, bán mỗi phôi không ấy, quá rẻ luôn, mã 20. Mã 21 này. Con 21 lại ngon các nhá. 21 sẽ làm chiếc cần dài 4m50. Cứng 27, một chiếc cần của Olympic à đâu, cần của Ruby, sản xuất tại Hàn Quốc các bác này. Đấy. Ở tất cả các cần đây đều Hàn Quốc xuất Nhật hết, hoặc là Nhật Indo xuất Nhật rồi, hoặc là China để xuất Nhật hết các nhá. Toàn bộ ở đây em lấy từ Nhật về 100% nhá. Xem nào, đầu tiên con này nói về cái phần bát trước đi. Cái bát con này thì đúng thật hôm qua có một cây chủ sở hữu nó thay quá trời lấc luôn. Đầu tiên là thay lấc cái này con này, vẫn còn cái chân keo này. Đấy, cuốn nghiếc bẩn xước không, chán. Thứ hai này hạ xuống dưới đáy này này. Đấy, xong lại hạ lên trên này. Ba lần hạ các nhá. Nói chung là nó hơi xấu, về các bác là có kỹ năng thì các bác đánh bác tẩy đi thôi, chứ còn bản chất cây này đang như thế nhìn hơi xấu mắt. Đấy là lỗi đầu tiên. Xem lỗi thứ hai là lỗi thứ hai thì cái khuyên có 5 khuyên thì lỗi một khuyên là bị lứt này. Còn lại thì ok. Phôi bên trong sáng. Cân nặng con này là 470g nhá. Con này bình thường đẹp thì khoảng tầm 1,4 triệu đấy ạ. Bản này 2.61 ly ngọn. Bóc lục lắp đít ra cho nó. Làm đi thì bình thường không nhá. Đó, đi tháo ngoài này.
quá ok rồi. Nhiều con nó bít nó táo khó về, các bác xử lý cũng mệt, cái dòng cần cũ này thì không tránh được. Ok, xong hết rồi nhá. Con này 800.000 này, mã 21. 21 nó là cần đẹp nhưng là soi hay lâu ha. 22 này, 22 sẽ làm chiếc cần của Shimano dài 4m, đọt là đọt 1.5, một chiếc cần dòng Holiday ISO sản xuất tại Chila, xuất Nhật. Bản này thì cần khá là thanh các nhá. Con này ngọn của nó bao giờ cũng có cái kiểu này. Đấy, set position. Cần này các bác hạ tay, câu chép bảo hiểm, có bảo hiểm đánh chép 4-5 cân cực sướng các nhá. Dòng này thì siêu nhẹ rồi, ngoại hình đẹp luôn. Nặng có 130g thôi. Con này đang bị hụt mất tầm chục phân ngọn, rơi bu, rơi cân chạy, ngọn 1.67 ly, 450k. Bình thường thì bán 500, hôm nay giảm giá cho em chút nhé. Sang mã 23 này. 23 sẽ làm chiếc cần 4m2 cứng 25 của Daiwa. Con này bị chế lắp ít nha. Đấy, bát trên sẽ là bát zin, còn bát dưới sẽ là bát người ta hạ xuống để người ta câu. Đấy, nhìn hơi bẩn bẩn. Phôi thì còn đẹp nhé, con này phôi thì ok luôn. Phôi còn đẹp tương đối sáng. Khuyên thì lộ cộ. Đầu bu thay rồi. Ngọn con này bị hụt rồi các nhé. Ngọn con này cứng 25, ngọn to chứ này. Ồ, con này các bác là 450k nhé, một ngọn 380g, một ngọn 4 ly lận, to dữ dằn. Mã 23. Mã 24 này. 24 sẽ làm chiếc cần tay. Đây là chiếc cần tay dài là 63, chất liệu đây là carbon root. Con này sản xuất tại Hàn Quốc các nhé. Chà. Độ cứng con này nó khoảng tầm 4.5H, khoảng đấy. Con này thì phôi khá nặng các nhá, nên cần sẽ khá là khỏe đấy, nhưng hơi nặng xíu con này. Nặng tầm 430g đấy. Một chấm 9 ly. Con này nên bác là 500k rồi này, mã 24. Thêm pin hết điện rồi. Rồi sang cây tiếp theo là cây thứ 25. 25 sẽ làm một chiếc cần ISO Mili. Đây là một chiếc cần ISO Made in Japan nha, bản này là bản nội địa. Dài 5m4. Phôi này còn đẹp quá nhé, phôi còn rất là sáng luôn. Để em xem độ cứng đọt bé hay thường thường thì độ cứng nó sẽ không cao. Con này thì tương đương đọt 1 các nhá, 5m4 đọt 1 thân bé. Con này đang bị tụt bu các nhá. Tụt bu, mất khuyên chạy. Đấy, nhưng mà con này còn ngon các nhá. Con này thì nếu mà có đồ nắp vào xíu là xong. Em thì em có bán thẳng nữa. Nặng là 230g. Con này thì về các bác lắp đơn giản, bác nào đúng có tay nghề cái lắp vèo cái sau ngọn 1.1 ly các nhá. 500k mili, dòng rút gọn này rất ít lắm, hiếm lắm, không có luôn ấy. ISO rút ngắn này không có. Mã 26 này. 26 sẽ làm chiếc cần sút lỡ nhá, dòng này gọi là dòng sút lỡ, dài 2m4, cứng 15. Để cho bác câu lua, câu ngâm, câu lăng xê. Đấy, khuyên bát Fuji, một chiếc cần hãng Suzumi sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Dòng này thì rất là nhẹ luôn con này, có 120g, ngọn 2 ly, 450k, mã số 26. 27. 27 sẽ làm chiếc cần Lissin dài 4m5, đọt 1.5. Con này ngoại hình bình thường đẹp thì nó khoảng tầm 700k một cây. Hiện tại thì cần đang
cái bát này đang hơi xấu quá nhé. Cái bát của nó thì nó chính xác nó quấn chỉ trong cái người là chẳng biết kiểu gì, quấn thêm vào nhìn trông đẻo quá, trông hơi xấu quá nhé, nhưng thông số thì đẹp. Con này thì khuyên chạy thì đang thiếu một khuyên nữa nhé, nó đang thiếu một khuyên như thế này. Con này bán cho bác bộ phôi bác hạ tay này, cân nặng này 170 g, ngọn 1.8 ly, 500.000 mã này có nhé, mã 27, mã 28. 28 sẽ làm chiếc cần 24 cứng 30, cần này là cần lăng C, chuẩn lăng C luôn, dài là 5m, dài là 2m4 cứng 30, 30 cứng lăng C đó nhé. Khoen bát đều Fuji, con này là cần của Olympic, Mamiya Olympic. Con này các bác câu lăng C gần cũng được, tại vì ngắn thì quăng sẽ không được xa. Cân nặng này 197 g, ngọn 2 ly tròn, 550 g, mã 28. Mã 29 này, 29 sẽ làm chiếc cần dài 36 cứng 20, một chiếc cần của Queen Koran sản xuất tại Hàn Quốc các nhá. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji. À con này thì bị lỗi rồi các nhá, con này bị khuyên nứt này, đề ba nứt và đầu bu bị nứt nhá. Còn phôi thì ok luôn. Cân nặng là 240 g, ngọn 2.2 ly, mã giá 29, 400.000. 30 sẽ làm chiếc cần của Simlo, dài 5m4, đọt số 3, sản xuất tại Indonesia các nhé. Con này ngoại hình bên trong thì cũng còn đẹp quá nhé, còn sáng. Đấy, con này bán cho bác bộ phôi nhé. Con này thì bị mất đầu bu, hụt một chút ngọn xong mất bu. Đấy, xong mất khuyên chạy. Đấy, bán cho bác bộ phôi thôi. 5m3, 4.3 là quá ok luôn quá nhé. Con này bình thường nếu mà ngon lành nó tầm 800, lặng là 290 g, ngọn là 1.8 ly. Con này nếu bác là 550 g nhá, mã 30. 31 này sắp hết rồi. 31 sẽ làm chiếc cần của Daiwa, dài 24, cứng là cứng 20, được sản xuất tại Hàn Quốc. Ui chào ơi, con này bị hụt ngọn sâu quá rồi. Hai ngọn nó ngắn nhỉ? Hai lóng. À cái dòng này chắc ngọn nó ngắn các bác nhá, chứ không phải nó hụt nhiều này đâu, chứ sao hụt nhiều vậy được. 2m4 nhá, đợi em xíu để em đo lại, để em không để bảo hụt thì mất công. Con này là cần để bác cô là ok đó. Con này 2m4 này. Con nợ này thì đủ thông số. Rồi ok. Con mã thứ 31 này là một chiếc cần còn rất là ngon các bác nhá. Dài là 2m4 cứng 20, chứ cần có đai qua xuất tại Hàn Quốc. Con này là vân hai da luôn này. Khoen bát Fuji nhưng con này đang bị hụt mất khoảng tầm 5 phân. Nó dài ra đến đây này, nhưng mà hụt mất một chút. Đấy. Mất một khuyên chạy thôi, chỗ này chỉ có một cái khuyên chạy thôi. Dòng này chạy một khuyên chạy trên cùng này thôi nhá. Đấy, cân nặng con này nếu mà ngon này nó khoảng tầm 700, đang lỗi. Nặng 127 g. Ngoại 1.6 ly. Cùng lấy các bác là 450 g này, mã 31. Ba hai sẽ làm chiếc cần dài 5m3, sản xuất tại Indonesia, đọt là 1.5. Phôi con này còn đẹp quá nhá, phôi còn rất sáng luôn. Con này bán cho bác bộ phôi về bác hạ tay. À đâu, con này còn nguyên bản đâu ạ, còn đẹp luôn này. Con này chính xác là nó còn đẹp luôn đấy, nó không lỗi gì đâu, nhưng mà mất mỗi mất cái đầu bu thôi. Cái đầu bu của nó có một cái gờ trên này này, nhưng mà nó bị tụt mất rồi. Bu này thì một lát nữa em sẽ có trách nhiệm tháo nắp cho các bác nhé. Con này nếu bác là 600k, 600k là quá ok nhé. Nhưng mà bu nó không rơi mà không phải lắp lại thì phải 650 đến 700 tùy mẫu. Ngọn là 1.34 ly,
lặng là 205g, 600g, mã 25, à 35. Đâu? Thế gì? Mã 32. 31, 32. Nó có cái tờ giấy cũ nên nó bị dính vào. Mã 33 này. 33 sẽ làm chiếc cần tay chậm máy. Đây làm chiếc cần tay chậm máy. Dài là 5m, zoom 5m rưỡi, đọt là 1.5. Một chiếc cần sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật. Siemat các nhé. Siemat là Hàn Quốc. Đấy. Chữ Nhật này. Toshimi. Bát Fuji. Quen Fuji. Đấy, không nói làm gì đâu nhé. Cần nặng 230g. Ngọn là 0.85 ly, 500k, mã thứ 33. 34 này. 34 sẽ làm chiếc cần dài 4m50, cứng 25. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji các nhá. Đấy, con này thì lóng gốc này thì hơi có hơi xước nhẹ một xíu này. Đấy, còn phần trên này thì đẹp không nói làm gì. Có xước lấy các bác là 650k, con này không lỗi làm gì đâu nhé. Mà nó xước lóng gốc giá giảm giá luôn, cân nặng này 400g. Ngọn 2.4 ly. Đấy, mã thứ 34. 35. 35 sẽ làm chiếc cần Cosmos Ace. Con này là được sản xuất tại Nhật cơ nhé. Dài là 39, cứng 80. Đây là dòng nội địa Nhật nhé. Dòng này thì cũng ít gặp, không có gặp mấy đâu. Đây là chiếc cần thuộc dòng cần lăng C, phô còn rất đẹp. Khuyên sẽ là khuyên hai chân nhá, khuyên là khuyên đánh biển đấy, gọi đánh bạo lực đấy. Cân nặng này 400g. Bác làm thích đánh khuyên này thì chơi, có làm thích đánh khuyên nhẹ hơn thì bác đổi khuyên 2.65 ly. Con này ngày mới bác 800k này, mã thứ 35. 36. 36 sẽ làm một chiếc cần mini chất liệu carbon nội địa, dài 2m7, độ cứng tương đương 15 của cần sút lỡ. Đấy, các bác cầu ngâm, cầu lua, cầu lăng xê đều được nhé. Khoen bát Fuji. 450k, mã thứ 36, cân nặng này 190g. Ngọn 1.77 ly, mã 36, mã 37. 37 sẽ làm chiếc cần của Lissin, dài 2m1, độ cứng tương đương đọt 2. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji. Một chiếc cần dòng ISO khoen bé nhưng mà nó lại ngắn. Đây để cho bác câu giải trí, trải nghiệm gần bờ là con này ngon nhá. Con này thì 500k có nhá, mã 37. Cân nặng này siêu nhẹ, 85g. Ngọn là 0.87 ly, mã thứ 37. 38. 38 sẽ làm chiếc cần của Daiwa nhá, dòng carbon wicker chữ chéo. Đấy, vân hai da luôn, dài 2m1, cứng 30. Một chiếc cần sản xuất tại Nhật, dòng Heichi. Con này Heichi độ cứng cao quá nhá. Ở đầu bu sẽ là loại xứ xích, dàn khuyên sẽ là dàn khuyên Fuji loại xứ xám. Bát vặn, mã 38 nhá. Đấy, các bác cái nào xem mà hơi khó nhìn thì cứ báo lại cho em sẽ quay lại cho bác xem, còn nếu mà ưng thì thôi. Lặng 170g, ngọn là 1.98 ly, giá là 500 nhá, mã thứ 38. 39 này. Hôm nay lên đúng bác đúng 40 cây. 39 này sẽ làm chiếc cần dài 2m7, đọt cứng là cứng 3. Một chiếc cần của Hàn Quốc, xuất Nhật. Cần này thì hợp cho các bác nào câu ở trên ghe, trên thuyền, câu gần ấy. Địa hình nó hẹp thì câu con này. Dài là 2m7, cứng 3 các bác nhá. Con này cái đít người ta có quấn chỉ trang trí. Còn mọi thứ thì ok hết các nhá, không lỗi làm gì. Cân nặng này 110g.
ngọn là 1.1 ly 500. Và 39. Rồi mã 40 này, 40 chiếc cần cuối cùng của ngày hôm nay. 40 nó sẽ làm chiếc cần của Suzumi sản xuất tại Hàn Quốc. Dài 21 hai khúc. Con này thì các bác câu lua được, ngâm được. Đấy, nhẹ nhàng, câu trong ao hồ mình là ngon lành nhá. 450k, mã thứ 40. Cân nặng thì dòng này thì nhẹ như tơ hồng, 110g. 2.14 ly. Đấy, 450k mã 40. Hôm nay các bác tổng cộng là 40 cây hàng gọi là hàng xả giá rẻ đấy. Rẻ hết cỡ đấy, còn rẻ nữa là thua. Các bác xem ưng nào thì báo cho em nhá. Ngày mai em lại tiếp tục lên những bác những hàng tuyển chọn nhé, hàng tuyển nó sẽ đắt, còn hàng xả này giá sẽ rẻ. Đấy, các bác cứ ưng nào thì báo cho em. Hẹn các bác clip tiếp theo. Bye bye.